Chút xíu hai em đừng thay đổi mặc đồ luôn đi. Hello quý vị. Thì hôm qua đó quý vị. Là... bữa nay anh em mình nói chuyện đàng hoàng bữa đi. Đúng rồi. Nói chuyện đàng hoàng nói chứ đi tôi béo. Ai bữa nay cho tôi béo giới thiệu rồi. Bữa nay cho tôi béo giới thiệu đi. Hello các bạn đã trả lời Nguyễn Hải nha. Hôm nay nói tôi là sửa soạn đi nữa đúng rồi. Nói hello các bạn trả lời Nguyễn Hải rồi. Nguyễn Hải đâu? Nguyễn Hải dẹp Nguyễn Hải con ba. Ở đây qua ở đây thì nói chuyện thầm thầm giả mặt mình vậy. Mới nói trở lại với Nguyễn Hải. Dạ các bạn hồi qua mới cho anh nhá này khóc không? Bây giờ mình phải làm lại cái nữa. Mày khóc nữa không? Khóc nữa không? Chơi chơi đó. Không không? Chơi. Bây giờ em muốn khóc đúng không? Không em muốn khóc thì anh sẽ không cho em khóc. Thôi giờ hai đứa đi trước đi. Chỗ này qua bển đi. Qua bển đi. Qua chỗ cũ của bà nào? Anh gọi bà nội. Đây đây hai đứa đây đây rồi mấy anh quán đó bà lại. Quán anh chị phải không? Ừ. À, ok, à, ok. Vậy em đi trước nha quý vị ơi, đợi nha quý vị ơi. Quán đi này nè. Ok. Còn đi đi công chuyện đi. Sao? Hai đứa đi công chuyện lẹ đi. Rồi anh kia để mình lo. Rồi ok, vậy anh em mình sẽ đặt cam vụ hai nấy ra. Rồi sẽ tính tiếp nghe các bạn ơi. Tao bật kiếm mày nè. Alo. Alo. Nếu kiếm mày kìa. Mày qua mày lỡ cây xài số 49 đây rồi mấy tao không chỉ cho. Mày đang thì trời ơi. Đắng ngọt. Lâm mà này, lâm mà này. Nà 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 nà. Ê, dẫn kêu Hải lên. Thôi, chị nào chó lỡ đi, kêu lỡ. Rồi, tắt máy đây. Chỗ vô Hải ở đây. Trời ơi, ở đây sao con béo tính thủ gì đâu. Đúng rồi, quán chị cho trên. Phân văn hay chưa? Mày kêu mới được chứ. Mày kêu đi, mấy tao kêu còn nào ở đâu mà tin. Nhìn mặt cái tao, còn nào ở đâu tin. Có 1 ngàn. Để đi. Chưa cho nó đi rồi, cuốn một. Bây giờ chứ mình ngủ. Mình chơi được. Em bao luôn thằng nào mà quay mà nó ra khỏi cổng đó, con anh chó nha, một đống. Có đào không? Vô. Vô bánh. Vô bánh. Vô bánh. Vô bánh. Có hai bà trái bánh. Chị dân ngồi cho bọn tụi bay bao bà từng bay hoài bao bà từng bay hoài bao bà đừng tại gì gọi gãy đi nó nghỉ cho nghỉ đi gọi gì bữa nay đó mình ai đi ăn mà không được hết chết chết xong rồi tôi chết nó nghe nè chết đi xong về chơi nữa đó nha xong về là mình lụm nó nữa đó bao đi bao đi tôi đi bao luôn bao luôn á tôi bao luôn này đi này như phải đi đi rồi một hai ba đấy đi đi. Có gì mấy tao đi hết chứ có nên mày. Đi đi. Bữa nay tao đi vô cái đường dẫn đường đi. Trời ơi là trời. Ba màu nữa. Cái gì ba này? Đang hô. Đang hô vô bẩn. Sơn nghĩ sao vui vậy? Chán rồi, chắc chán giả vui đâu. Chắc tại sắp được đi tâm mới vui vậy. Chán rồi. Mày đi đi mày hết ho luôn. Bảnh còn cầu gió không? Bảnh cầu gió. Không ba ba. Không có gió, có dắt gió. Có dắt gió. Cầu gió trong đó ba chết rồi không ai khiêng ba nữa. Đi cô bé mà. Có leo lưng nó trà. Đi nữa ba nó xàm hoài. Đi nè mấy ba nó xàm hoài. Chỗ nào rồi ba? Đi ở bên con cải nè. Đi đi trúng tiền, đi trúng tiền. Trúng gì? Trúng tiền đi. Trời ơi, mày gửi đứa sư phạm nó bột. Ờ. Ví dụ bây giờ vô tiền phải tiền mặt thôi. Gọi sư phạm. Ủa? Bao màu thì phản vậy? À quên. Bao vé. Sao vé là cặn vé. Cặn vé. Mấy ông bò. Mấy ông bò. Mấy ông bò. Mấy ông bò. Mấy ông bò.
hình như giá tặng nó khuyến mãi nữa đó. Khuyến mãi cho hai cục. Tao nói mày khuyến mãi là mấy vé mà. Tao vé khuyến mãi một vé. Thằng nào được vé khuyến mãi rồi đó con. 36 rồi đủ rồi 7 rồi tặng vé nè, vé cho em á. Rồi đi nữa mà. Đi. Tôi đi đâu tôi có 200. Kể tôi đi. Không, cà phê bình thường tôi mới đi, phải tâm tôi mới đi. Trời đó. Em nói cho anh nghe nè. Cà phê bình thường cũng được á. Đã cà phê bình thường. Nhưng mà nó nằm trong cái tâm. Phải cà phê mà. Nó mới gọi là cà phê tâm. Bởi vì mới cho giá nước đó. Nói với ông hả, chỗ này mới yên cà răng. Nè, không có đi, không có đi. Không đi chứ. Không đi. Lộn nói rồi, lộn nói rồi. Lộn nói rồi, lộn nói rồi. Đi đi, chỉ không? Biết. Cải nón nè. Cải nón nè. Để xe ra. Đây. Đây. Để nón đây. A few moments later. Hey. Chạy này hả? Ừ. Mấy chạy cái đống luôn, mấy chạy mà chạy này nó xíu xíu. Chạy này nó thấp với gió nhiều hơn nè. Mấy chạy nó xíu chạy. Trời ơi, Phật ơi là trời. Không phải đâu anh kia vậy? Ba cái gì hoài trời. Tùm có giọng mà tao không có giọng cái gì. Cái này chưa thiếu giọng này, thiếu giọng. Chút có gì tôi lấy giọng vô. Ủa đi, tôi là chờ. Bỏ dép xuống chào. Chào đó, chưa dân, chào vô, chào ngồi chờ. Em thấy mấy dấu đó không? Mấy dấu bệt 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 đó không? Là cho ta chứa lao đó. Chỗ này dấu giò hả ba? Ê, đây gái đẹp lắm. Xong đẹp trời mới. Ngon á. Cái khùng quá rồi, làm gì gặm nhân, tao thèm lắm mấy dấu. Chào. Thằng Hoàng á, trong nhóm là, ẩm thật là cho anh chứa, bây giờ cho anh lựa chứa đâu. Hay là em lựa chứa. Thôi thằng ngoài chợ lựa chứa. Ê, bây giờ ảnh nè, anh mời ảnh bây giờ cho anh lựa chứa này. Ờ, qua lựa chứa này. Tôi không muốn gì ba. Dạ. Ờ, bảy người mà cái chòi này nó hơi chặt á. Lên đây nào, bỏ cửa xuống. Đấy, đó. Lên đi, lên đi, đi kêu nước cây về. Lên kêu nước đi. Lên đây nè. Tụi béo kêu nước, tụi béo. Ờ, để tôi kêu nước nha. Ê, nhớ trong mấy cái này nữa, có không, cái có hàng nè. Bây giờ nè, tao đâu có được, mình phải uống nước thôi, uống nước xong về. Hai đứa ở nhà nó đẹp. Uống xong đi, về được lắm. Uống đi, vô đi. Vô. Nào? Vô. Hỏi của em. Ờ, ông thấy nhân viên ở đây là ông chạy không nổi đâu. Đồ nào phải dính cho. Mình trợ tay cái gì? Mứt rượt. Sao im không? Cái này im không? Im lắm. Này trời này cứng nè. Ê, mà công nhận gió cây thổi nồng mát nha. Sao không? Thì cái giọng nó đúng bài luôn. Ông lên đây đi, tôi kể cho ông nghe chuyện này thì hay lắm nè. Lên đây đi, ngồi trên đây ngồi uống. Hồi xưa ở đây là hồi xưa khác cái chòi cây phải không? Bây giờ chòi sắt. Nâng cấp lên. Nâng cấp lên. Chòi cây nó kêu ạc 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 ạc. Tính ăn cái gì? Cứ gần là chữ. Trời ơi là trời. Đồ ăn ngon cho đem vô ăn đủ chứ đó. Hay. Chứ kêu không? Kêu chưa? Ba nước xong về tranh thủ về ba. Trời ơi, tụi bay. Cái bọn tụi nữa rồi. Dài 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 lên. Ngồi lên đi. Không nội nè, không chịu để nó mà hiểm ngoại đem nó mà hiểm sợ mắt chị trời. Rồi, nó gối đầu. Nội đi rồi. Dạ, nội đi. Ai làm cái gì hơi hỉnh nè. Tụi bay. Gì? Nghe nè nội. Bữa hổm lâu rồi, nhớ lâu nha. Năm sửa năm xưa tới giờ vô đây uống nè. Rồi sao? Ở bên kia nghe là á. Ở đó mà ông nội. Đi kêu nước rồi. Ê, cái này hơi bén nha, này đừng lắc chim à. Có thể chứ bộ tôi ngồi bên đây tôi uống cà phê nè, bên kia đập thì thiết bung 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 bung. Đây có chỗ tựa thôi. Cứng cáp á. Mà công nhận cái này gió lòn vô mắt đi. Ê, mấy giờ nè. Chỗ này quen đúng không? Ừ. Thì không mua đồ nhậu cũng đi nội ơi. Nhậu luôn quá tâm ta nhậu. Được không? Bình thường thôi, mình mua đồ vô mình chẳng có kêu nước bình thường không bộ. Tại bên kia ta lan lại làm đây. Đúng rồi. Mình nhậu kêu mấy người ta ra nó bia. Đâu phải. Có ý vậy đó. Rồi. Đâu phải có một chạy mình đâu, bên đây người ta đóng cửa lên ta làm gì bên bản là không có được la đó, mình bên đây không được la. Kêu chưa? Ủa kêu chưa? Cứ gọi đúng rồi. Cứ gọi luôn hả? Thôi nè. Từ chối gì mà anh. Đừng có kêu. Kêu gọi. Ba kêu đi về đó. Đây là nước gì mà. Kêu sao trả được? Khùng cái gì? Tốn tiền. Ma nghe. Không, ý ổng kêu rồi. Kêu 7 đừng kêu 1. Ổng kêu đi về đó. Vậy đi trời. Thôi, bi nữa rồi. Từ bi hỷ xã. Ok cái này. Ổng còn kêu mua đồ gì đây nhậu nữa mà. Nhậu thôi chứ không kêu đào nha. Kêu đi rút bia. Thôi, anh đi về đó. Lâu lâu đi qua quán tâm mà không kêu đào. Anh đi về đó. Tôi thiệt tôi sỉnh mà không có đào chịu nổi rồi đó. Anh về đâu? Nãy anh về đâu? Anh về trời. Khi đồ đó bí.
anh về trời của anh. Bây giờ ở đông quá không chịu không? Về cho ông trời riêng luôn nè. À, cho ông trời kế bên nè. Đúng rồi. Ừ. Ai, cái này mà hạ miếng cao su xuống đây thôi, ấm cúng. Ừ. Ông nội coi tao làm tao đánh bể cái đầu bây giờ. Trời ơi. Trời ơi. Không chịu vô, không chịu vô anh ảnh đi. Không thấy đâu, không ai thấy đâu, đừng sợ. Cách âm chứ à, mấy cái chạy có cách âm chứ à, đừng thì sợ. Thì kêu tôi béo à, kêu lẹ lẹ thôi nha. Bể nha béo. Nếu mà anh không chịu ở đây phải không? Anh thấy không thoải mái cho anh trời riêng ở. Ấy ấy bảy trời bảy người luôn. Dạ quý ơi. Ừ. Dạ trời. Trời ơi, mấy ba này chơi nửa mùa nó chờ. Chứ vô ngủ phê xíu giờ còn hai đứa nhà nó kêu tội nghiệp đó. Trời ơi. Chứ đuổi ta rồi, đuổi ta rồi tội nghiệp. Tội nghiệp. Đuổi nhưng mà vẫn làm tiền chia tay được mà. Thôi. Giờ đuổi, đuổi rồi mời ai ăn? Đi ra lấy rủ chịu đi. Ra lấy rủ đi. Ờ, ta mua vé rồi. Ta mua vé rồi cái nói vậy. Cái nước nhà có mà. Để rồi khi đêm kéo về, lòng anh lao nề, một vị trí đi những chuyện về em. Rồi rồi, mày xong rồi. Ủa đâu đây vậy? Ủa. Đúng rồi. Bước lên. Người hai đứa mày đâu đây vậy bay? Đâu đây vậy? Mày đuổi rồi làm chi nè? Tao không đuổi. Mày đó. Nói kỳ trời. Hiện giờ không có công chuyện làm. Ờ, đi chết tôi rồi. Tao thấy coi đuổi đâu mà. Rồi ổng đuổi bà này làm gì ra. Ba nói gì giờ bữa hổm sao nói được. Tại ông rồi. Rồi hiểu rồi. Rồi sao từ giờ không ai chơi được chi được đó. Tôi không chơi chi được, tôi nói là giờ hai đứa này nè. Anh lấy con que. Tới chưa anh em? Chạy tới kìa mày coi kìa. Đâu. Rồi gì tự qua chuyện cái tin không trả lời rồi gọi không nghe máy. Em làm. Ủa kêu tụi láo láo vậy. Tao không biết nói gì đâu. Kêu huấn lượng mà. Kêu hang đòn đạo xuống quá à. Rồi, đi lùng nữa, giờ nhắn tin không trả lời, gọi không nghe máy nữa, rồi giờ qua đi làm. Đúng rồi, rồi kêu người ta ta đi làm chỗ khác. Người ta đuổi cái gì? Mẹ em đuổi sao bữa hỏi mẹ em vừa nói tiếp ta. Ừ. Ta nói gì vậy? Thế mày nói lộn mãi đuổi cái gì? Ờ. Sao quán vô căn vô quán này luôn trời. Đó là trời ơi, đậu đó. Ở đâu không làm, đi làm căn đi cái đi. Vậy mà nói đầu mượt mướt. Còn nữa mà. Đâu phải hai em này đâu. Mình kêu cậu ao. Vừa nói hết nổi luôn. Xin tin là thua. Giờ quay cái cây xong giờ cái anh em qua nói tôi làm gì vậy? Qua anh em đã đồng ý nhau là chơi chỉ là giỡn với đứa nhỏ thôi. Vì buông ra nó đuổi thiệt. Giỡn gì nói đuổi thiệt mà nói thiệt buồn. Một lời là một mà. Ừ. Em nghĩ là hai đứa nhỏ cứ mày nghĩ em chưa biết ở bên không? Đây nữa. Tự nhiên mà em vô em kêu rồi đi ra ai biết đâu. Tự nhiên vô đúng quán của mình đang ở chơi luôn. Ừ. Làm bao lâu rồi? Hai ngày trời, ngày nãy ổng cấm luôn. Vậy mà bữa nay cái qua đây lại là lấy việc tiếp luôn, là việc liền luôn hả? Đù. Dữ đù. Tiếp beng không hả? Lê qua đây tiếp beng không hả? Giờ hỏi thẳng câu nha, có nghe lời nói không? Nghe hả? Nghe có dám mày. Được. Không, giờ anh khuyên là bạn đừng bỏ cái nghề, đừng làm nghề nữa, có nghe không? Dạ, bỏ làm một tí. Dịch mẹ rồi. Rồi, giờ tại mình hay nè, không phải là khuyên là khuyên vậy thôi. Anh em khuyên vậy thôi, nhưng mà thật sự ra thì cái công việc là anh chọn. Thì mọi thứ là do em chọn hết, là em chịu trách nhiệm. Anh đâu có nói đâu, tại ngay bây giờ anh đã khuyên nè. Phiên là đừng có làm, anh cứ phiên đó. Còn tiếp tục làm xong là chuyện với đứa, ok. Kiếp đồng mà thua rồi. Tại vì lớn rồi, có suy nghĩ là ok, gì được rồi. Anh nói rồi. Chứ giờ anh nói thì cũng vậy thôi, thiệt bây giờ nếu mà giờ anh nói nè. Anh nói đi, không phải mình anh có lỗi đâu. Nguyên băng nó thừa anh có lỗi thôi, đúng rồi, anh chấp nhận. Giờ phiên là phiên gọt xong, đơn giản thôi. Còn cảm thấy làm cái nghề này có tiền nhiều không? Là bình thường, anh không có cản, bình thường thôi.
tại ngay từ đầu vô gặp nó còn thực sự luôn, anh cũng cản rồi, nhưng mà thôi muốn lựa chọn thì lựa chọn mấy đứa phi vậy thôi. Ừ, vậy đi anh nói em tưởng anh đuổi nên mới ký hợp đồng mà. Ừ đúng rồi đó, bây giờ nào chứ giờ bây giờ anh nói anh không đuổi hai đứa đi, giờ Nguyên Băng nó buộc tội là đuổi thiệt rồi đó. À, tôi không nói à. À Nguyên Băng giờ nói anh đuổi hay không, anh chấp nhận đuổi luôn. Ok anh giờ anh khuyên nó hết anh nghĩa rồi không. Mà nãy giờ em có nói ừ, anh ơi, nói gì đâu. Em đi vô kêu thôi mà. Mà ai biết ai hai đứa này nó ở đây đâu. Không mà tại Hải đuổi hai nó mà. Đó thấy chưa? Nói đúng. Ok chấp nhận nó đuổi ba thì đuổi. Ba hoài. Có sao nó vậy? Đuổi nhỏ có đi. Có sao nó vậy? Không có chối. Tự nhiên đuổi nhưng mà bây giờ không, anh đã khuyên rồi. Cái ngày anh đã khuyên là ngay từ đầu rồi, có ngày đi làm công ty không được. Được sao hết chứ. Anh chọn cái ngày được không? Chấp nhận. Làm bình thường anh cho làm luôn tại vì anh khuyên rồi thôi. Ta mới giờ đầu rồi ta kiếp đồng ta làm thử đi được ta làm cái này kiếp đồng ta sao? Nhận liền tại gặp hai nó người ta nhận liền nó nhìn ngon biết không à, còn đó. Trẻ nè là cái thứ nhất là còn đẹp cái là cái thứ hai nè, tướng mi nhon là cái thứ ba nè, tướng mi nhon đúng ba cái tướng mi nhon chứ lại người ta đang cần nhân viên nữa. Ừ. Nhân viên nhiều cần cái quán này của anh của chị em là mới mở đây mới có mấy đầu tầm tháng à, nhìn mấy cây này biết rồi, cái cột phía nhà này biết rồi mới thằng làm cái đứa hai bữa nay làm bên đây được không? Được cái đâu có khuya thôi rồi về khuya làm này khuya làm này dễ ăn chết bà luôn có gì đâu cực. Đúng rồi sờ mó xíu có mấy trăm ngàn mà à. Mấy gì cũng làm để mới nghe hai đứa nói với gì 500 năm sĩ gì tới kìa. Mà bây giờ làng cũng em rồi, bây giờ có nhà tôn làm hết rồi nè, nó chống ồn. Còn làng nhà dách kia bị tình hình, người ta âm đổi tình hình chứ. Ba ăn chi bằng trăm hay gì? Ba hoài chứ. Tháng nhưng mà ngày không có tiền bo. Tháng thì có trả riêng, còn cho em làm tốt thì cho em được, ba bo thêm. Tháng cũng thấy cũng được, cũng 15 triệu. Không, tính nhau. Từ đây chạy qua tới bánh nửa đêm nữa thôi, mà lỡ cái gì nha. Xe có gì nha. Trời ơi bây giờ mày nói về phim gì nó cũng không nghe mày đâu. Nó coi tao mày như rít gì đó. Đó thấy không? Tại vì nó lớn rồi, mày cho nó chứ lựa chọn cũng được, nó quyết định rồi, tao cho quyết định luôn. Bỏ bà chủ vô hai đứa ăn ra nãy vậy. Thôi em mới đi qua chuẩn bị qua bên. Thôi vô dời mấy anh chơi đi. Vô. Được không? Mày dám đó. Mày dám nghĩ coi cho dám cho ông hay không? Ba đời. Bữa nay mấy anh bao cho. Bữa nay mấy anh bao hết rồi. Anh em mình chơi chung. Đó nè anh em mình chơi chung. Hết rồi. Ngày anh làm như là mấy anh trả nhiều. Dạ. Yeah. Coi làm gì mình coi đây. Nếu giờ mình một vô đây mình coi mình vô đây mình chơi với anh em này, còn hai mình quấn mình tiếp coi coi ai bệnh đó, tiếp đó. Coi đi. Làm đi. Thấy thấy bằng tao đây ngồi không? Em ở trong đó rồi chưa giờ mà. Chứ nếu mà thấy là nó chốt rồi. Ừ. Xong nó đi ngang qua tải mấy mình đứng đây nó đi ngang nó lo liếm tiện nó em được bo 200-300 gì đó. Giờ này mấy anh bo đứa 500. Đâu. Anh mấy anh bao. Thôi qua đây chơi mấy anh đi. Chơi tôi anh đi, chơi mấy anh đi. Chơi mấy anh đi trời. Má ổn. Còn gì đâu hết em. Sao mà em tôi đâu đi dưới đây trời. Rồi đào đâu? Chút ra. Ừ rồi, tiếp khách đó giờ. Ừ. Hết tâm trạng rồi bà. Chưa tắm cái này nha bà. Trời bà hết tâm trạng, quá vậy bộ tù bi nữa trời ơi trời. Nó giờ không phiền nha. Trời ơi, thấy gì vậy hay là bụng quá mà đụng nó giờ. Cái nước nè. Bụng cái nước bà sao thạo quá. Thôi bây giờ thì đi ngoài nói cho chủ nó chị với mày kêu hai đứa qua đây đi. Rồi tiếp bên đây đi. Tiếp gì? Có Nguyên Băng người quê hai nhỏ làm không có nào khuyên đứng khuyên cũng mất hai tao. Không làm này đâu. Ai biết? Không đuổi. Có ừ tao đuổi cho. Nè, em nói cho nghe. Nè, nếu mà hai mấy ông nè, mấy ông nội này nè với mấy con quỷ sứ này nè, thương hai nó giờ đứng khuyên chứ không phải mình nói bọc hai kêu đi làm. Ừ, có luật gì ký hợp đồng rồi 3 năm rồi không làm. Đồng, không làm không đâu. Bữa hổm nói quyết định đổi. Trời ơi trời nè, đã muốn là tìm cách hết trơn. Không muốn tìm lý do phải không? Giờ này lý do không nè, nào lý do không nè. Ừ lý do là tao đuổi nè, gọi tao đuổi cho. Anh hỏi hết trơn coi, hỏi anh Cảnh lớn, hỏi anh Cảnh rồi, xong hỏi mấy đứa em coi anh có đuổi không. Anh hỏi coi. Ừ. Nãy giờ tao nói là tao đâu không có đuổi đâu, tao nói tao đuổi thiệt mà, tao đuổi đó. Đuổi thì người ta đi làm, người ta kiếm tiền. Đúng rồi thì mình phiên rồi đó. Mình đã phiên rồi đây làm chứng phải không, tôi phiên rồi đó. Anh em nghĩ đi phiên đi, mốt mà có chuyện gì phải không. Anh em tự đối xử với nhau đi. Sắm thì mấy tôi không khuyên, mấy tôi không nói gì rồi chứ đâu ai. Khuyên đi làm thêm cái gì. Anh cặn với hai đó nhất là Quy. Ừ. Mà tại sao mà nó đi làm mà Quy không biết. Ừ. Đâu qua nhưng tin đâu trả lời gọn đâu ngoái đâu mà cho biết. Mà cho tao biết chắc chắn thì tao cho đi làm. Mày không cho đi làm cái nó không đi làm cái gì? Mày nuôi nó được không? Mày nuôi nó cái gì?
Anh Tám có ngày này không có ngày khác nè. Giờ xin do xin cỏ anh Cảnh ơi. Chứ bây giờ ba bắt buộc rồi, bây giờ gia đình không có tiền rồi biết sao, giờ phải kiếm tiền có tiền mới được. Chứ phải kiếm 1 ngày thang. Ví dụ trong hôm nay không có tiền, mình kiếm trong 1 tháng chờ rồi tiền ngày bữa nay này tiền đâu ăn. Phải kiếm tiền ăn liền. Thôi mình khuyên nhiều thôi rồi, còn lựa chọn công việc thì của nó thôi, mình chỉ biết cái trách nhiệm của mình khuyên vậy thôi. Nãy giờ mình lo nó dễ đâu chịu đâu, đã nó muốn quyết định gì rồi nó cũng lớn. Tiếp đồng rồi đó, 3 năm rồi đó. Bây giờ tôi mới thấy Hải nó mới suy nghĩ. Vô đây làm là biết suy nghĩ lắm luôn. Đúng rồi, suy nghĩ mà. Buôn này bắt kia. Tiền nhiều. Thấy chứ Hải nó khôn với mấy ngu đâu. Nó nhìn xa trông rộng quá. Điện thoại kêu hai nó vô đây tiếp mấy mình đi. Trời ơi, tao đang nhậu bển qua bển dành đạo, tao quánh. Nói với chị này, nói về em, bên kia trả nhiều giờ em trả gấp 2. Ông nội, ở đây chai bia không đó, mày sẽ dùng không? Ta. Trời ơi. Chuyển khoản. Trời chứ hai đi cà phê tâm chuyển khoản. Chỗ này chơi chuyển khoản không chờ. Ồ bẻ sửa tả con chưa lo, ổ khóa chưa đào. Trời ơi. Què nè bên. Trời đi bên anh bao mà chơi đi bên anh bao. Mất tao phải không? Chuyển khoản bán. Em làm đờ cũng bán tụi cái bắt chán ăn bọn con ngoại ổ khóa chưa đào. Trời. Ừ, năm nay ừ, nửa năm nay rồi. Mày muốn không? Rồi bữa nay tao phí cho mày luôn. Ghê trời. Bữa nay anh em có nhiều chơi hết đó. Đây. Ông này cũng ứ 6 tháng rồi kìa. Mày chọc đi. Khổ. Rồi bây giờ hai ông sao? Trời ơi sao bây giờ nó làm gì nãy tao khuyên vậy, tao khuyên rồi thôi chứ. Ba là ba dẫn quán kia mẹ đi. Quán nào nữa ông nội? Quán cá rồi. Ở đây ít lắm, ở xã cái huyện mình ít cái quán này lắm. Không có, quán kia không có. Quán kia. Biết sao mà ngủ cho thằng tư béo ngủ quán này không? Tại vì hơi có đông đông bên đây đã làm âm thanh mày nghe lạ đã. Thanh chồng cái bên làm âm thanh mày nghe đã. Cạch 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 cạch. Vô ngày anh ơi, vô ngày anh là hồi nhỏ anh cũng đi gần hoài. Ở đây mà mình chắc chai pin đầu. Ở bệnh chưa sỉnh. Có đem đèn pin theo không? Rồi. Thằng nào không đem đèn pin? Khùng quá. Thôi. Giờ giờ em nội. Giờ chưa mà. Đào chưa ra mà. Đây đây. Rồi rồi. Cứ bảy con luôn á. Chờ kiểu hai đứa kia ba tiếp coi. Bây giờ có tiền là có hết. Lẹ đi hai mẹ nặng nặng ơi. Lên 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 ông nghĩ cái này ở trong nhóm là có mình anh chưa đi thôi. Thì đó, đó. Giỏi quá à. Có mình anh là chưa ông đi. Nội ơi, ông là quỷ. Ông hẹt chưa? Anh đâm mắt nữa ra cho cháu. Phân biệt ra, phân biệt ra cà phê tím với cà phê ôm nè. Ừ. Đó. Biết gì chưa? Nè, cà phê ôm uống là ôm. Dạ. Còn cà phê tím là uống là tím. Uống tím. Nè, cái chữ tím với chữ lụm cái bên đó. Đúng rồi. Tím lụm. Nhưng mà cái này đó là cái đôi tình nhân ta vô đây tôi. Cà phê nè, cà phê nè. Cà phê nào 150 lên. Cà phê nào. Ê, cà phê 150 đó là cà phê. Cà phê tròn, cà phê cứng tròn. Sao giờ? Cà phê cứng tròn 150 đi. Vậy? Tính sao giờ vậy? Chắc nước của anh. Dạ chứ không. Nước đẹp. Đây nước cho em mốt uống rồi. Chá luôn. Hai đứa lên đây nè, uống nó dễ. Cái này hết nè. Lên đây uống cà phê nè. Đi lên đây uống cà phê. Đi lên uống cà phê. Lên mấy ơi. Lên. Bỏ cỏ xuống. Dài lắm ba, dài. Dài lắm ba, mấy ba luôn. Dài chứ uống gì nữa. Nhiều được rồi. Quậy mấy ông vậy được rồi. Dài. Ngón này nghe hơn. Nghe. Đi mày bỏ cái quần què lên không à. Rồi rồi rồi. Để tôi thấy hai em mày đẹp quá. Rồi. Hai này lồng quá lồng. Rồi. Rồi. Rồi.